Chiều nay rảnh việc mình lấy máy đi ngăn suối cho bà con bắt cá này. Đấy. Anh em các chị em đang nện cái cây này để cho cá nó cay mắt nó nổi lên, hiểu không? Nện nhiệt tình vào chị ạ. Bảo nện nhiệt tình vào. Cái này là để cho nó cay cay à, cay mắt à? À dạ, có cá nham ấy nhá nhờ. Cá nham ơi. Bà con rất là phấn khởi. Đấy. Đi làm thì phải hòa nhập với cộng đồng ở đây. Tuy ở trong rừng sâu ấy, nhưng mà anh em rất là vui. Không? Ui, ở đây có này, cao cá này, ở đây nhiều này. Cái vũng này ấy. Đấy. Cậu ơi, phải nhấc. À, cái này này, cái này nó vào này. Đây đây. Con này đây. Cậy từ từ thôi. Cậy từ từ thôi để lấy. Đây này. Cá bé này ăn mới ngon làm cá nhảy. Cái này phải cậy từ từ cơ nhờ. Bây giờ làm một đoạn quay, làm một đoạn lúc bắt, lúc nữa là làm một đoạn lúc thấy cá. Cá nhảy. Thành quả cá buổi chiều. Nó tụi gì vậy? Tụi gì bọn em? Thôi hôm bữa đeo cho nó hay là... Cá bé nham mà chú. Dao dần dần ra cho nó mềm mềm. Đấy.
Trên bàn này không có điện đâu anh em ạ, chỉ toàn là đèn pin thôi. Trong lúc mà tự nói chuyện mình hay không? Đây, ở đây. Sao lại đuối vào cái ngọn lúc nãy ở trên kia đang bắt cá kia cơ? Có mà, em ấy hết. Lát nữa em phải chỉnh sửa lại mà cắt những đoạn nào ấy. Mà mình chưa biết dùng máy, mình cứ thật chất như này thôi. Cá này cá khuy. Cá này ở bên bên Tây Bắc ấy. Đặc sản Tây Bắc này. Họ hay ăn nhưng mà họ ăn sống cơ. Đây mình phải mổ. Mình phải mổ xong mổ mình mới dám ăn chứ còn đắng lắm. Có lòng còn đắng lắm. Mà anh chị ra ngoài có mạng nhớ vào kênh YouTube theo dõi nha. Ruby của em ấy. Cứ tìm thiệp máy xúc ấy. Nghe nhai rồi đập cho nó nát xong rồi ăn cả con. Nhai lại. Đập này cho nó mềm thôi chứ ai đập nát. Đập con béo con to thôi, con bé không đập đâu. Nóng lắm, nóng ghê. Đây đôi ký đôi cái gì? Một phần là nấu cái gì? Lá ngọn sấu. Thịt lợn không bằng món này đâu. Anh nhận không? Anh xào. Thịt lợn thì gọi món này bằng củ.